Thưa quý vị, sau khi chia tách phường An Thới, quận Bình Thủy để thành lập phường Bửu Nghĩa, thì trên địa bàn phường mới này không có điểm trường công nào. Đến năm 2016, quận Bình Thủy tiến hành xây dựng trường công đầu tiên và duy nhất ở phường Bửu Nghĩa là trường mầm non Quả Mi, đáp ứng nhu cầu của bậc học mầm non. Riêng đối với bậc học tiểu học, trung học cơ sở, trong điều kiện chưa có trường mới, các em được bố trí học ở các điểm trường lân cận. Là trường công đầu tiên trên địa bàn phường Bùi Hữu Nghĩa, trường mầm non Quả Mi có 10 lớp với gần 270 học sinh. Với quy mô bán trú khi trường thành lập, người dân trong phường hết sức phấn khởi. Rất là mừng vui vì có được trường để cho bé đến lớp, gửi lớp đến trường như vậy thì rất là an tâm. Hy vọng là sắp tới thì quận Bình Thủy sẽ xây dựng thêm nhiều trường công lập. Trường mầm non Quả Mi ở phường Bùi Hữu Nghĩa thì em cảm thấy gửi con em mình rất là an tâm. Các cô giáo thì rất là tận tình. Nhà trường xây dựng cái kế hoạch tuyển sinh là để thông báo với phụ huynh là cái chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường, và đồng thời là được sự đồng ý của phòng giáo dục thì nhà trường cũng trình lên cái Ủy ban Nhân dân phường Bùi Hữu Nghĩa để nhờ chính quyền địa phương cùng với chỉ đạo cho các tổ trưởng các khu vực cùng với giáo viên thì thực hiện cái công tác điều tra phổ cập và vận động cái trẻ ra lớp. Còn đối với học sinh từ cấp tiểu học trở lên thì Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã bố trí các điểm trường thuộc phường An Thới, phường Bình Thủy để tiếp nhận. Các cơ sở dục tham mưu với chính quyền địa phương, đặc biệt là đối với hai phường An Thới và Bửu Nghĩa, rà soát trẻ trong độ tuổi từ ngay đầu hè, qua đó thống kê tình hình, lập danh sách, phối hợp với chính quyền địa phương để gửi trẻ cũng như là huy động 100% trẻ trên cái địa bàn được ra lớp. Khi trẻ đến trường học trên các cái trường trên địa bàn phường An Thới thì được nhà trường cũng như là chính quyền địa phương hết sức là quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ và đảm bảo mọi điều kiện để cho các em được an tâm học tập. Bằng cách này, mỗi năm các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phường An Thới tiếp nhận gần 2.000 học sinh từ phường Bùi Hữu Nghĩa. Riêng năm học 2022-2023, số học sinh trên 2.100 em. Từ lúc là chia phường Bùi Hữu Nghĩa thì trên ở phòng có chia địa bàn để thu nhận học sinh của Bùi Hữu Nghĩa thì nhà trường đã thực hiện đầy đủ và huy động tất cả học sinh của Bùi Hữu Nghĩa được chia theo địa bàn vào trường tiểu học An Thới 1 để học tập. Từ Bùi Hữu Nghĩa qua đây học thì con cảm thấy vui, tại vì ở đây cô giáo, bạn bè, cô giáo thì rất là tận tình chăm sóc tụi con, còn bạn bè thì rất hòa đồng và thân thiện. Chúng tôi đảm bảo được là toàn bộ là 100% là học sinh của là bên phường Bửu Nghĩa là tham gia là học tại các cái trường của ở bên phường An Thới. Đến thời điểm này thì vẫn chưa có một cái quy hoạch nào chính thức để xây dựng các trường mới ở bên địa bàn của phường Bửu Nghĩa. Việc bố trí học sinh từ phường này qua phường khác học thời gian qua chưa phát sinh khó khăn lớn. Tuy nhiên, về lâu dài cần xây dựng thêm trường học trên địa bàn phường Bùi Hữu Nghĩa. Học sinh được học tập tại chỗ sẽ tốt hơn, các trường lân cận cũng sẽ giảm được áp lực khi số học sinh tăng lên.